Nghệ thuật sống 1933. Mọi khát vọng và ước muốn của con người được hình thành tương xứng với những tác động trước và sau khi sinh. Tính di truyền, những đặc điểm dân tộc, xã hội, gia đình, những trải nghiệm và những thói quen rèn đúc nên cuộc sống của mỗi con người. Nhưng trong giai đoạn đầu đời, mọi trẻ em ở khắp nơi đều như nhau. Chúa Giêsu đã nói, hãy để trẻ nhỏ đến với ta, đừng ngăn cấm chúng, vì nước trời là của những ai giống như chúng. Luca 18:16. Mọi trẻ em trên thế giới đều có thiên tính, nhưng khi lớn lên, những đặc trưng của gia đình và xã hội bắt đầu tác động đến chúng, và bọn trẻ dần biểu lộ những đặc điểm di truyền và chủng tộc. Thượng Đế đã bày tỏ sự thật của Ngài trong những sự phối hợp khác nhau bên trong các nền văn minh, các dân tộc và các cá nhân riêng biệt. Thông qua sự đa dạng này, Ngài đã đặt trước mắt chúng ta thiên hình vạn trạng về tiềm năng của con người. Trách nhiệm của mỗi chúng ta là chọn lọc ra những phẩm chất cao nhất và tốt nhất, sau đó nuôi dưỡng chúng nơi chính mình, nơi dân tộc mình và trên toàn thế giới. Các bậc vị nhân và các thánh đã làm như thế. Đời sống của họ là những hình ảnh minh họa cụ thể sống động cho những nguyên tắc phổ quát của chân lý bất tử. Những nguyên tắc này là bản chất của nghệ thuật sống đích thực, là yếu tố thiết yếu và thích hợp với thành công và hạnh phúc của tất cả mọi người. Sự khác biệt giữa các dân tộc và các chủng tộc và các tín ngưỡng không phải để tạo nên sự ngăn cách, mà là một cơ sở so sánh để con người lựa chọn những phẩm chất cũng như cách thức tốt nhất để phát triển con người lý tưởng và một thế giới lý tưởng. Sự kết hợp giữa những phẩm chất ưu tú về mặt tinh thần cũng như vật chất, như được trình bày trong gương đời sống của những con người vĩ đại, có thể sẽ chỉ cho chúng ta một nghệ thuật sống giúp sản sinh ra những con người toàn vẹn về mặt thể chất, tâm trí, đạo đức, xã hội và tinh thần. Điều quan trọng là phải chọn lọc, không phải những đặc tính phiến diện. Chúng ta phải học hỏi nguyên tắc sống phổ quát toàn diện từ tất cả các dân tộc cũng như tất cả những con người vĩ đại. Đừng chỉ chọn những nguyên tắc giúp phát triển thể chất mà đánh mất phương diện tinh thần, hoặc ngược lại, hãy chọn lấy những nguyên tắc giúp phát triển cân bằng và hài hòa giữa các phẩm chất thể chất, tâm trí, đạo đức và tinh thần. Hãy luyện tập những phương pháp phát triển cân bằng. Sau đây là một vài phương pháp thực tiễn giúp phát triển một cách đồng đều cả về thể xác, tâm trí và linh hồn. Trong khẩu phần dinh dưỡng hàng ngày cần phải có sữa và các sản phẩm từ sữa, thêm một tỷ lệ nhất định thức ăn thô và trái cây tươi, uống một ly lớn nước cam, ăn ít thịt, đọc và tuân thủ những hướng dẫn dinh dưỡng hiện đại đáng tin cậy. Mỗi tuần một ngày nên ăn chay bằng cách chỉ uống nước cam và sản phẩm nhuận tràng tự nhiên theo chỉ định của bác sĩ. Mỗi sáng và tối bạn nên dành chút thời giờ để đi bộ nhanh, chạy bộ hoặc các hình thức tập thể dục khác với cường độ thích hợp với thể chất của từng người. Hãy đọc và chiêm niệm về một đoạn nào đó có sức khơi gợi cảm hứng từ các thánh kinh. Đọc các tác giả kinh điển cũng như những cuốn sách thiết thực liên quan đến các chủ đề đạo đức và tâm linh. Đừng mất thời giờ với những ấn phẩm rẻ tiền. Thăm các đền thờ và các giáo đường khác nhau nhằm phát triển nhận thức và sự hiểu biết về tất cả các tôn giáo. Hãy xem mỗi tôn giáo đều là đền thờ của một Thượng Đế duy nhất. Tôn kính Thượng Đế không chỉ trong những đền thờ do con người xây dựng, nhưng hãy học cách kết hợp với Ngài trong đền thờ của nội tâm. Mỗi sáng và tối dành ra một giờ đồng hồ để trầm tư, thực hành những phương pháp khoa học được chỉ dạy bởi các bậc thầy. Tránh đi lạc vào những học thuyết và những tín ngưỡng chưa được thử nghiệm. Hãy kiên trì theo đuổi con đường tu tập để nhanh chóng đến được với Thượng Đế.
đừng nô lệ cho các giác quan. Chúng không phải để trói buộc bạn với những ham muốn vật chất, nhưng để giúp bạn nhận thức về điều tốt lành phản ánh hình ảnh của Thượng Đế. Tuân thủ những quy tắc đạo đức thiêng liêng đối với gia đình, sự sở và giọng nói. Nói lên sự thật với tất cả sự chân thành và cảm thông, và luôn tôn trọng sự thật ở bất cứ nơi nào bạn lĩnh hội. Không chỉ yêu gia đình và quê hương, hãy trải rộng lòng mình để yêu thương và phục vụ mọi người ở mọi dân tộc. Nhìn nhận Thượng Đế nơi tất cả mọi người, bất kể chủng tộc và tín ngưỡng. Từ bỏ những thói quen xấu, hãy tiết kiệm càng nhiều càng tốt để bạn có thể sống thoải mái mà không quá lo lắng về tiền bạc. Hiểu được rằng cuộc đời được chia thành từng giai đoạn. Mỗi giai đoạn bạn nên tập trung vào việc phát triển những khả năng tương ứng với giai đoạn đó. Từ 5 đến 25 tuổi, đây là giai đoạn tập trung cho việc rèn luyện nhân cách, giúp con người thấm nhuần những thói quen tốt và những lý tưởng tinh thần. Khi bước vào tuổi trưởng thành, con người cần được giáo dục tổng quát, học hỏi các kỹ năng thông qua nghiên cứu và quan sát, đồng thời được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực phù hợp với năng lực của mình. Từ 25 đến 40 tuổi, với tư cách là một người trưởng thành, con người phải gánh vác nghĩa vụ gia đình và các nghĩa vụ khác đối với thế giới này, trong khi không ngừng cố gắng giữ cân bằng tinh thần. Từ 40 đến 50 tuổi, trong giai đoạn này, người trưởng thành nên sống điềm đạm, tĩnh lặng hơn, siêng đọc những sách khơi gợi cảm hứng, đồng thời không ngừng tiến bộ trong các lĩnh vực khoa học và nghệ thuật, và không quên dành nhiều thời gian hơn cho việc trầm tư. Từ 50 tuổi trở đi, mọi người nên dành giai đoạn cuối cùng để chuyên tâm tìm kiếm Thượng Đế và thông qua sự khôn ngoan đã đạt được để giúp đỡ tha nhân về mặt xã hội cũng như về mặt tinh thần. Hãy chủ động một cách bình thản và bình thản một cách chủ động. Tóm lại, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Hãy tập thể dục, đọc sách, tu tập, yêu kính Thượng Đế và hành động một cách bình thản trong mọi lúc. Hãy học cách chủ động một cách bình thản và bình thản một cách chủ động. Đem sự điềm đạm mà bạn đã đạt được nhờ trầm tư vào trong các hoạt động thường ngày. Krishna đã dạy, đắm mình trong yoga, thực hiện mọi hoạt động, từ bỏ những vướng mắc với thành quả của chúng trong mọi việc, đừng để ý đến thành công và thất bại. Hãy bình thản trong mọi trạng thái của hoạt động, dù kết quả có là thành công hay thất bại. Chính là yoga vậy. Bhagavad Gita 248. Nếu tiếp xúc và kết hợp với Thượng Đế, nơi đền thờ của sự tĩnh lặng nội tâm, bạn sẽ tinh thông nghệ thuật sống đích thực. Bây giờ, sức khỏe, của cải, sự khôn ngoan, tình yêu và hạnh phúc sẽ được Ngài ban thêm cho bạn.